Chương 11. Phật dạy cúng cho 100 người ác không bằng cúng một người thiện, cúng 1.000 người thiện không bằng cúng cho một người giữ năm giới, cúng vạn người giữ năm giới không bằng cúng một vị Tu Đà Hoàng, cúng 100 vạn Tu Đà Hoàng không bằng cúng một vị Tư Đà Hàm, cúng 1.000 vạn Tư Đà Hàm không bằng cúng một vị A Na Hàm, cúng 1 ức A Na Hàm không bằng cúng một vị A La Hán, cúng 10 ức A La Hán không bằng cúng một vị Bích Chi Phật, cúng 100 ức Bích Chi Phật không bằng cúng một Tam Thế Chư Phật, cúng 1.000 ức Tam Thế Chư Phật không bằng cúng một vị vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Chương 11 này so sánh phúc điền, so sánh không đều để người ta biết mà quy hướng. Một thiện hơn 100 ác, bày chỗ dễ trước để dễ hiểu. Một người giữ năm giới hơn 1.000 người thiện, vì người thế phụng hành thập thiện, chỉ theo pháp xưa, không lấy tam quy làm thể, nên không thành tựu bờ bến xuất thế. Nếu thọ tam tự quy, phụng trì năm giới, làm đệ tử Phật, liền biết các môn tứ đế, tứ niệm xứ, nên trong đời này mới có thể chứng đắc được tam quả. Vì vậy hơn người thường đến 100.000 lần. Một vị Tu Đà Hoàng thắng hơn vạn người giữ ngũ giới. Tu Đà Hoàng đã đoạn trừ kiến hoặc, dựa vào hàng thánh nên trội hơn xa hàng nội ngoại phàm. Một vị Tư Đà Hàm thắng hơn 100 vạn Tu Đà Hoàng. Tư Đà Hàm đã đoạn 6 phẩm tư hoặc của dục giới, phiền não dơ dần khiến bậc Tu Đà Hoàng khi chưa tu thắng tiến hành không sao biết được cảnh giới của nhị quả, nói chi đến được. Một A Na Hàm thắng 1.000 vạn Tư Đà Hàm. A Na Hàm đã đoạn trừ 9 phẩm tư hoặc của dục giới, khiến 1.000 vạn Tư Đà Hàm cũng không biết được cảnh giới của quả thứ ba, huống hồ là tới được. Một A La Hán thắng ức A Na Hàm, vạn vạn gọi là ức. A La Hán trừ sạch kiến tư, siêu xuất tam giới, chẳng phải là chỗ của ba quả có thể biết được. Bích Chi Phật có hai loại. Thứ nhất, ra đời nhằm lúc còn Phật, do giáo pháp thập nhị nhân duyên, ngộ đạo trừ tập khí, gọi là duyên giác. Thứ hai, ra đời lúc không còn Phật, quán sát mọi vật đều là quyển hóa, tự ngộ pháp vô sinh, đoạn kết trừ tập khí, gọi là độc giác. Do vì A-la-hán chỉ đoạn trừ chính sử, Bích Chi Phật còn thêm trừ sạch các tập khí, nên một Bích Chi Phật thắng 10 ức A-la-hán. Tam Thế Chư Phật là nói theo tạng đầu Phật quả, tu hành lục độ, ba đại A-tăng kỳ kiếp, các tập khí đều đã đoạn trừ hết, lợi ích cho vô lượng chúng sinh, nên một Phật thắng hơn 100 ức Bích Chi Phật. Người vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng, chỉ từ sơ trụ trở lên trong viên giáo cũng có thể kiêm nhiếp sơ địa của biệt giáo, Phật địa của thông giáo. Bởi vì thông giáo thể xác nhập không, biết tất cả pháp vô tính, nên niệm tức vô niệm, trụ tức vô trụ, tu tức vô tu, chứng tức vô chứng. Đến khi thành Phật có thể thị hiện thân cao lớn nhất nơi trời sắc cứu cánh, thống lãnh 3.000 thế giới. Riêng quan hỷ địa, viên mãn, pháp tu tâm trụ đều đã phần chứng pháp thân, nên đều có thể thị hiện làm Phật nơi trăm cõi, đủ bát tướng thành đạo. Cho nên cúng một vị này thắng hơn 1.000 ức Tam Thế Chư Phật. Lại nữa, 8 bậc trước đều nói về điền, bậc thứ 9 này tức nói về tâm. Bởi lẽ chưa đạt được hết các pháp, niệm vốn vô niệm, trụ vốn vô trụ, tu vốn vô tu, chứng vốn vô chứng, nên trong pháp bình đẳng, phân hơn phân kém. Nếu liễu đạt được diệu lý vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng, thì dưới từ kẻ ác trên đến chư Phật, ai cũng là bậc vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Cho nên người cúng Phật thức ăn, Phật thí lại cho chó đói, công đức không khác. Duy Ma dâng một phần lên Năng Thắng Như Lai, một phần bố thí cho người ăn xin thấp hèn nhất, phúc vẫn bằng nhau. Như không rõ sự sai biệt hơn kém của phúc, ắt không hiểu bày được chỗ quý và đầy đủ của sự tu đức. Nếu không thấu triệt được chúng sinh và Phật vốn từ bình đẳng, tất không sao hộ được nguyên nguyên của tính đích. Đó là nói thường đồng thường khác, thường khác thường đồng, pháp giới pháp nhĩ, di diệu pháp mục.